Lạc tiên còn gọi là cây lạc, cây nhãn lồng, dây chùm bao, dây lưới, mắn, nêm, vân vân. Lạc tiên có nguồn gốc từ Tây Nam Hoa Kỳ, Mexico, vùng Caribe, Trung Mỹ và Nam Mỹ, được du nhập vào các vùng nhiệt đới trên toàn thế giới như ở Đông Nam Á và Hawaii. Cây mọc hoang ở nhiều địa phương trên đất nước ta. Lạc tiên thuộc cây dây leo bằng tua cuốn, rỗng, thân cỏ dài 7 đến 10 mét, mọc rải rác trong các lùm bụi ven đường, ven rừng ở độ cao 120 đến 1000 mét. Thân cây mềm có nhiều lông, lá kèm rách ở mép, tua cuốn mọc từ nách lá. Lá lạc tiên mọc so le, hình tim, dài 6 đến 10 cm, rộng 5 đến 8 cm, mép có lông mịn, cuống lá dài 7 đến 8 cm, đầu tua cuống thành lò xo. Hoa lạc tiên đơn độc, 5 cánh trắng hay tím nhạt, đường kính 5,5 cm. Cây ra hoa tháng 4 đến tháng 5, có quả tháng 7 đến tháng 10. Quả hình trứng dài 2 đến 3 cm, khi chín có màu vàng cam đến màu đỏ, có nhiều hạt màu đen. Ngọn và lá non làm rau có thể luộc, nấu canh hay ăn với lẩu, đặc biệt ăn chung với lẩu hạt vịt lộn rất ngon, mát và thơm. Quả chín ăn được có mùi thơm đặc biệt, vị hơi chua, chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin B2. Lạc tiên có tác dụng an thần, điều kinh, chữa ho, phù thủng, suy nhược thần kinh, dưỡng can, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, chỉ thống, v.v. Lá và thân cây phơi khô, sao vàng, sắc uống, có nhiều tác dụng dược lý, làm nước giải khát, có tác dụng mát và bổ, an thần, giải lo âu, giảm stress, dễ ngủ.